Trại Cá Kiển Diamond mến chào quý anh chị các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Trong tuần này bên trại có lên một số combo về cá koi. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh có thể dễ dàng xem trong video này để đặt hàng. Combo thì từ 400 cho tới 1,2 triệu một combo, đầy đủ tất cả các phong màu. Ngoài những dòng cá koi cô chú anh chị các bạn đang xem thì còn rất là nhiều dòng cá khác, như những dòng cá chép, cá binh bông, cá rồng, cá la hán, hoặc là những dòng cá beta được đăng vào thứ tư hàng tuần. Trong đây thì mình có setup nhiều combo trong đây, mỗi một combo 9 con. Thường thì một số dòng cá koi F1 á, anh chị các bạn để ý là cái màu nó rất là sáng, với lại cái form của nó, hai cái tay bơi nó rất là đẹp các bạn, tay bơi tròn. Cô chú anh chị các bạn mà nuôi thời gian lâu thì cá nó sẽ nhanh lớn hơn. Thường thì những cái con hàng F1 thì nuôi rất là nhanh lớn. Combo đầu tiên có giá và được rất là nhiều anh chị các bạn thích, chỉ có 400 ngàn một combo như thế này. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh á, khi mà mình mua hàng chỉ cần một combo thôi các bạn là bên trại có ship hàng rồi. Bên trại thì sẽ đóng thùng vận chuyển ra nhà xe. Thường thì cá chép coi nó sẽ đóng hàng rất là kỹ để cho cá nó sẽ khỏe hơn. Tiếp theo sẽ là combo 600, được rất là nhiều anh chị các bạn thích cái size này. Có đủ tất cả các màu hết, màu trắng, màu đen, màu cam, rất là đẹp luôn các bạn. Màu trắng, màu đen, màu cam, màu vàng, đủ tất cả các màu hết. Một combo size này chỉ có 600 ngàn. Khi mà anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần điện thoại qua, em lấy dùm cho anh hoặc là dùm chị. Một combo 400 hoặc là 600 đủ màu, hoặc là thích màu nào. Trong đây nãy thì mình bắt dư, cái này có tới 10 con rồi các bạn. Một combo thì sẽ 9 con. Tiếp theo sẽ là mình có để đây hai combo 600 ngàn. Có hai combo đây 600 ngàn, anh chị các bạn thích combo nào thì chọn combo đó, hoặc là có thể đặt hàng theo cái sở thích của mình, tùy theo cái nhà của mình mà mình đang thiếu màu nào thì cô chú anh chị các bạn thích thể chọn màu đó. Như con này nè, như cá coi nhật vậy đó, hoặc là những con cọp vàng thì có màu vàng với lại màu đỏ đen, màu sắc rất là đậm luôn, nhìn hấp dẫn đó các bạn. Chỉ có 600 ngàn một combo như thế này, dễ thương không? Tiếp theo sẽ là combo 800. Anh chị các bạn mà thích size 20 xăng đó các bạn. Thường thì cái size này là 900 ngàn, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giảm còn 800 ngàn một combo size 20 này để anh chị các bạn có thể lựa chọn. Bên trại thì mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối. Nếu lúc nào mà rảnh thì cô chú anh chị các bạn có thể ghé qua để lựa một số dòng cá cảnh. Bên trại thì có bán đầy đủ tất cả các loại, ngoài những dòng cá beta, cá bể màu, cá chép, cá binh bông hoặc là thức ăn phụ kiện. Thì mỗi buổi sáng còn có bo bo tươi á, và trùng quyết tươi. Con vàng này đẹp lắm nè các bạn. Mấy con, những con vàng mà bên trại thường ship cho khách á, được rất là nhiều anh chị các bạn khen. Màu của nó rất là đậm luôn. Combo này là 800 ngàn, size 20. Tiếp theo sẽ là combo size 25. Size 25 này có giá 1 triệu đồng một combo. Anh chị các bạn thích những phong nền sáng, cái này là mình chọn một phong nền sáng nè. Cái này là màu tươi, màu rất là tươi, màu vàng, giải rồng, hoặc là những con mà trắng đỏ, giống cái con này giống như cái cục bầu cua vậy đó. Con này tan chô. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó, hoặc là lấy một combo đủ màu đẹp như thế này. Rất là đẹp luôn các bạn. Combo này là 1 triệu nha các bạn. Anh chị các bạn chỉ cần điện thoại qua báo là lấy combo 1 triệu hoặc là 400, 500 hoặc 600 thì bên trại sẽ lựa đủ tất cả các màu như thế này để anh chị các bạn đặt. Còn bên đây sẽ là size 30. Size 30 này mình có để 3 khay đều nhau. Đều là 1 triệu 2 5 con như thế này. Cái này là cá lớn đó các bạn. Này là cá size lớn, anh chị các bạn mà thích thả hồ Nam Bộ á thì có thể chọn size lớn này. Một combo như thế này có giá 1.200.000 một combo. Khi mà mình quay lên như thế này thì được rất là nhiều anh chị các bạn ưa thích, dễ lựa chọn, dễ đặt hàng. Hoặc là cô chú anh chị các bạn mà mua số lượng lớn, lần 100-200 kg thì bên trại có xe vận chuyển tới nhà. Anh chị các bạn chỉ cần nhận cá thanh toán luôn. Còn
Trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có Grab nó giao qua, hoặc là nhân viên bên trại nó sẽ giao tới nhà. Anh chị các bạn thanh toán tiền phí và tiền cá, còn ở tỉnh thì hình thức chuyển khoản trước cho mình nha các bạn. Rồi mình sẽ quay sơ lại. Combo này là 400, hai combo này là 600 một combo. Đây, em hai combo này là 600 nha các bạn. Rồi còn cái này là 800 một combo. Tiếp theo sẽ là 1 triệu một combo size này. Rồi ba combo này sẽ là 1,2 triệu, gồm có 5 con size lớn. Anh chị bạn thấy cái form giống như con cá nhật vậy đó, rất là tròn, rất là đẹp luôn. Càng nuôi lớn thì nó sẽ càng ú nu tròn quay như thế này các bạn, y như con cá cầu nhật của mình. Rất là đẹp luôn các bạn. Còn khu bên đây là cá bảy màu, được rất là nhiều anh chị các bạn đang xem cá bảy màu với lại cá la hán. La hán thì lên dòng kinh Campha và dòng kinh Campha F3, rất là nhiều màu sắc. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Mến chúc quý anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.